Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nóng, nhiều đơn vị đặc biệt của Ukraine đã xuất hiện ở Luhansk. Trong khi đó, Nga bị dồn vào đường cùng, vẫn có vũ khí đáng gờm để thay đổi ngay và luôn, ưu thế chiến trường khi xuất hiện và khai hỏa. Đứng trước một kịch bản rất tàn khốc, ba phương án Nga tấn công Ukraine, ông Putin không thể quyết. Ở một diễn biến khác, Nga sẵn sàng dội hàng trăm tên lửa khủng vào Naui, thực hư ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế sáng ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Nóng, nhiều đơn vị đặc biệt của Ukraine đã xuất hiện ở Luhansk. Theo truyền thông Nga, Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc khiêu khích nghiêm trọng ở khu vực Donbass trong kỳ nghỉ năm mới. Điều này được chứng minh bằng sự xuất hiện bất ngờ ở vùng Luhansk của một nhóm lớn lính đặc nhiệm thuộc quân đội Ukraine. Người phát ngôn của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cho biết, có thể nhiệm vụ của nhóm đặc nhiệm này sẽ tiến hành phá hoại trong những ngày nghỉ Tết dương lịch sắp tới và thậm chí âm mưu chiếm đoạt một phần lãnh thổ của nước Cộng hòa tự xưng này. Theo thông tin của truyền thông Nga, dẫn nguồn từ Cộng hòa Luhansk tự xưng, lực lượng đặc biệt của Ukraine tới khu vực tác chiến là quân của tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường không Biệt động số 79, quân đội Ukraine. Theo các nguồn tin địa phương, lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine đã được phát hiện cách Luhansk vài km về phía bắc. Nhưng các lực lượng chính của quân đội Ukraine đang tập trung ở khu vực dân cư, niềm hạnh phúc. Với tình hình hiện tại trong khu vực, các chuyên gia tin rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine có thể cố gắng chiếm giữ các khu dân cư theo kịch bản đã được vạch ra vào cuối tháng 10, khi chiếm làng Staromaivka, nằm trong vùng đệm, thuộc khu vực quản lý của nước Cộng hòa Donetsk tự xưng. Nếu chiếm được những khu vực này, sẽ tạo bàn đạp cho quân đội Ukraine dịch chuyển tiền tuyến vài km về phía đông, mở ra khả năng tấn công bất ngờ vào Termanovo, với mục đích cắt đứt toàn bộ phần phía nam của Cộng hòa Donetsk tự xưng. Có thể nói, Nga đang có trong tay áo những vũ khí đáng gờm để có thể thay đổi ngay và luôn ưu thế chiến trường khi xuất hiện và khai hỏa. Người có bản lĩnh thì dám nói ra những điều mà mình đã làm, còn người có sức mạnh thì dám làm những điều mình đã nói, hay nói được làm được. Vậy thì Nga đã nói những điều ta đã nghe và vấn đề là họ có dám làm cái điều từng nói hay không. Có hai điều mà Nga đã nói. Một là Nga sẽ sử dụng biện pháp quân sự và hai là Nga sẽ sử dụng các biện pháp quân sự kỹ thuật để buộc Mỹ, NATO phải rút quân toàn bộ khỏi các quốc gia thuộc Liên Xô cũ cũng như loại bỏ vũ khí tấn công của Mỹ từ Âu Á. Nga sẽ dám làm vì hai cơ sở sau đây. Một, Nga bị dồn đường cùng, không còn chỗ để lùi. Đây là đánh giá của người đứng đầu nhà nước Liên bang Nga, Tổng thống Nga Putin về tình thế nước Nga hiện nay. Khách quan đánh giá của Putin là hoàn toàn chính xác và đúng, và sự thật hiển nhiên đến mức chính ngay Mỹ và NATO và phương Tây tập thể cũng không có cơ hội và lý lẽ phản biện thanh minh. Logic tâm lý chung của bất kỳ quốc gia nào khi rơi vào tình thế đó cũng đều phản kháng. Tuy nhiên, nếu quốc gia đó là một siêu cường như Nga thì sự phản kháng của họ là khác, rất quyết liệt, dũng mãnh và rất khủng khiếp để bảo vệ không gian sống của mình. Vấn đề đặt ra ở đây là Mỹ, NATO không hề biết đến binh pháp của Tôn Tử là biết địch biết ta hay sao mà khi thời thế đã thay đổi, Nga không còn là Nga của thập niên 1990, trong khi Mỹ, NATO cứ đang lơ mơ với giấc mộng chiến thắng trong cuộc chiến tranh lạnh vừa qua. Mở rộng NATO, cấm vận, trừng phạt kinh tế, bao vây cô lập Nga khiêu khích, đe dọa quân sự Nga để xé Liên bang Nga ra từng mảnh, chiếm đoạt tài nguyên của Nga. Mà Mỹ, NATO đang thực hiện cho đến giờ là một sai lầm chiến lược của Mỹ, phương Tây tập thể. Xin hỏi, nếu như không đúng thì Mỹ, NATO làm vậy để làm gì sau khi Liên Xô đã tàn giã? Nước Nga kế thừa là một quốc gia có chế độ chính trị tư bản, không có mâu thuẫn hệ tư tưởng với phương Tây. Thứ hai, Nga có đủ mọi điều kiện để phản kháng. Lịch sử ghi nhận, chưa có khi nào phương Tây tập thể thắng Nga trong cuộc đối đầu. Nếu như chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã tạo ra một Liên bang Xô Viết thì chiến tranh thế giới lần thứ hai tạo ra một hệ thống xã hội chủ nghĩa rộng lớn do Liên Xô đứng đầu. Còn bây giờ, phương Tây tập thể cứ thử Liên bang Nga, ít nhất sẽ thu lại những vùng đất lịch sử và 30 triệu người Nga, những người mà như ông Putin đã nói, chỉ sau một đêm đã biến thành người nước ngoài sau thảm họa địa chính trị của thế kỷ 20. Về kinh tế, Nga không lớn thậm chí còn nhiều khó khăn. Nhưng về quân sự, Nga có một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến và trang bị hiện đại nhất nhì thế giới. Nói về vũ khí, yếu tố quyết định ưu thế quân sự trên chiến trường. Những loại vũ khí như trong phim hoạt hình của Putin không nằm trong số này, bởi đó là vũ khí gian đe chiến lược. Nga có, Mỹ cũng có, và do đó chúng là thứ để Nga và Mỹ không xảy ra một cuộc chiến trực tiếp mà thôi. Là vũ khí gian đe, nên người ta có thể bí mật những thông tin về tính năng, kỹ chiến thuật, để dọa và gian đe. Nhưng những loại vũ khí tầm chiến thuật, chiến dịch thì loại gì, tính năng kỹ chiến thuật ra làm sao là tuyệt mật. Và điều khiến cho cơ quan tình báo quân sự Mỹ NATO mất ăn mất ngủ là 750 loại vũ khí mới, hoạt động không theo nguyên tắc vật lý thông thường. Nga đã thử nghiệm thành công trên chiến trường Syria mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu báo cáo với Putin là gì, ra sao và như thế nào. Đây là những loại vũ khí mà khi chiến tranh xảy ra mới biết và khi biết thì ưu thế chiến trường đã thay đổi. Tên lửa Zincon đã đạt đủ 4 thông số thiết kế. Vận tốc trên 8m, tầm bắn trên 1.000km, tấn công chính xác các loại mục tiêu trên biển và đất liền. Được sử dụng phóng loạt trên tàu chiến khi cần. Bây giờ, thưa các quý ông thượng đẳng phương Tây tập thể, xin các quý ông tránh xa trong phạm vi có bán kính 1.000km. Dù là ở trên đất liền hay trên biển, bởi khi Zincon đã bay đến thì chỉ chúng mục tiêu mà không có cái gì ngăn chặn được chấm hết. Quả thật nhiều người Nga phân khích, bởi sao lại không? Khi trong tay mình nắm một loại vũ khí siêu đẳng như vậy mà Mỹ NATO còn lâu mới có. Có thể nói Nga đang có trong tay áo những vũ khí đáng gờm mà có thể thay đổi ngay và luôn ưu thế chiến trường khi xuất hiện. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định để tổng tư lệnh tối cao hạ quyết tâm chiến dịch chiến lược. Ba phương án Nga tấn công Ukraine, một kịch bản rất tàn khốc, ông Putin không thể quyết. Một cuộc tấn công có giới hạn. Hai nhân vật thân tín lâu năm của ông Putin từng ám chỉ rằng, xung đột nếu xảy ra rất có thể sẽ có khởi đầu giống với cuộc chiến kéo dài 4 ngày ở Georgia hồi năm 2008. Vào thời điểm đó, Nga đã giáng trả những nỗ lực của Tbilisi nhằm duy trì phần lãnh thổ mà quân nổi dậy do Moscow hậu thuẫn nắm giữ bằng cuộc tấn công trên bộ được hỗ trợ bởi các đợt không kích và pháo binh, phong tỏa hải quân cùng các cuộc tấn công mạng. Nếu như vậy, Nga sẽ tiến hành cuộc xung đột với Ukraine như một biện pháp để bảo vệ vùng Donbass, nói tiếng Nga, khỏi hành động gây hấn của Ukraine. Donbass là khu vực có hai quốc gia ly khai tự xưng, nơi Moscow đã cấp cho nhiều cư dân quyền công dân Nga trong những năm gần đây. Quan chức tình báo phương Tây cho biết, tính tới giữa tháng 12, Nga đã triển khai khoảng 100.000 quân gần biên giới Ukraine với khoảng 50 tiểu đoàn chiến thuật, cơ động và linh hoạt. Họ dự đoán rằng khoảng 175.000 quân sẽ được Moscow triển khai vào cuối tháng 1 năm 2022 khi địa hình sẽ bị đóng băng và do đó phù hợp hơn cho xe tăng trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công trên bộ. Các cuộc không kích có chọn lọc mục tiêu Theo Dara Misikot, nhà nghiên cứu chính sách cấp cao của Rand Corporation, Nga có thể gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Ukraine thông qua các cuộc không kích ở tiền tuyến, các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng. Mặc dù không quân Nga đã không chiến đấu chống lại lực lượng phòng không thù địch nào kể từ chiến tranh Georgia, nhưng rất nhiều tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có thể được huy động từ Biển Đen hoặc từ lãnh thổ Nga. Khi đó, các hệ thống phòng không Ukraine sẽ phải gồng mình chống trả, chuyên gia Masikov nhận xét. Trong một cuộc tấn công tiềm ẩn, Nga có thể sử dụng tên lửa đường không cũng như pháo hạng nặng và súng phun lửa tầm xa. Chúng sẽ vô cùng tàn khốc đối với sức mạnh mặt đất của Ukraine. Thứ ba, tổng tấn công quy mô lớn. Cuộc tổng tấn công chính thức sẽ cho phép Nga chiếm được những vùng lãnh thổ có thể được sử dụng cho một cuộc phản công ở Donbass. Nó cũng sẽ củng cố ý tưởng của ông Putin rằng các vùng nói tiếng Nga ở Ukraine, phía đông sông Dnipro là lãnh thổ lịch sử của Moscow. Các nhà phân tích cho rằng Kịch bản này ít khả năng xảy ra hơn do cần tới số lượng nhân lực khổng lồ và các lực lượng Nga có thể bị tổn thất đáng kể. Tuy nhiên, mức độ của cuộc tấn công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thiệt hại mà Moscow gây ra để buộc Ukraine phải thừa nhận thất bại. Họ có thể gây ra hàng chục nghìn thương vong trong vài ngày. Chúng có thể làm suy giảm đáng kể khả năng quân sự của Ukraine ở phía đông. Nhưng liệu điều đó có đủ để buộc Ukraine nhượng bộ? Chuyên gia Robley đặt câu hỏi. Nga sẵn sàng dội hàng trăm tên lửa khủng vào Na Uy. Theo nguồn tin dẫn lời giới chuyên gia dự đoán, các hành động khiêu khích trực diện từ phía Na Uy và việc nước này để Mỹ triển khai thêm lực lượng trên lãnh thổ của mình có thể sẽ kích động Nga phát động nhiều cuộc tấn công vào quốc gia này bằng một loại tên lửa khủng với số lượng lên tới hàng trăm quả. Theo các chuyên gia, nhờ năng lực đáng gờm, tên lửa này có đủ khả năng hủy diệt các thành phố như Kirkenes hay Verdi, chưa kể tới các cơ sở quân sự của NATO ở miền Bắc Na Uy. Trước đó, Na Uy đã cho phép trạm radar quân sự Globus 3, một dự án chung của không quân Mỹ và tình báo Na Uy, được triển khai trên lãnh thổ của họ. Trong tình hình đó, Bộ Chỉ huy Hạm đội phương Bắc của Nga quyết định thực hiện các biện pháp đối phó. Các nhà phân tích lưu ý rằng, nếu NATO tiếp tục leo thang, Nga có thể sử dụng tên lửa của mình để phát động các cuộc tấn công trong toàn bộ bán kính tác chiến hiệu quả của chúng. Điều này sẽ dẫn tới những vấn đề rất nghiêm trọng cho Liên minh phương Tây.